Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Nga đã phá hủy hầu hết các nhà máy nhiệt điện của Ukraine trong thời gian qua. Ông cảnh báo nguy cơ Nga có thể tấn công cơ sở hạ tầng của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine trong thời gian tới và đề nghị phương Tây viện trợ thêm cho Kiev các hệ thống phòng không hiện đại. Ông Zelensky phát biểu rằng Nga đã phá hủy gần như toàn bộ nguồn nhiệt điện của Ukraine. Các đập và thiết bị của các nhà máy thủy điện cũng như cơ sở hạ tầng khí đốt đang bị tấn công. Nga không từ bỏ việc đe dọa tới sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chúng tôi không loại trừ khả năng cơ sở hạ tầng của các nhà máy điện hạt nhân và mạng lưới truyền tải năng lượng khác của chúng tôi cũng bị Nga tập kích. Ông Zelensky cũng nhắc lại sự cần thiết của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng không. Hôm 8 tháng 4, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Roman Galushchenko cho biết Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây. Đây được xem là đợt tấn công dữ dội nhất của Nga vào cơ sở năng lượng Ukraine kể từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Trong những ngày qua, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công vào nhà máy điện của Ukraine. Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào lưới điện của Ukraine kể từ cuối tháng 3, gây mất điện diện rộng tại thành phố Kharkov tại phía đông bắc. Ông Galushchenko nói rằng quy mô và tác động của những cuộc tấn công năm nay lớn hơn nhiều so với các cuộc tập kích vào mùa đông từ năm 2022-2023, khi hàng triệu người chịu cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm. Các cuộc tấn công của Nga trong năm nay có sức phá hủy lớn hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và một số nơi có thể mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại. Ông Galushchenko cũng chỉ ra rằng Nga dường như đang nâng cấp các vũ khí tấn công cơ sở năng lượng Ukraine. Theo ông, phiên bản mới của UAV tự sát và tên lửa mà Nga sử dụng đang khiến các vụ tấn công gây ra thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về điều này. Ngoài ra, Ukraine và Nga cũng đang tranh cãi vì các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện Zaporizhia mà Moscow đang kiểm soát. Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Zaporizhia, cũng như liên tục cử các lực lượng đặc nhiệm đến tìm cách kiểm soát cơ sở này. Nhà máy Zaporizhia đã nhiều lần mất điện và được đặt trong trạng thái không hoạt động để giảm thiểu khả năng xảy ra thảm họa. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy điện Zaporizhia, đồng thời cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công này. Không chỉ thừa nhận Nga san phẳng hầu hết nhà máy điện Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận tiềm lực của lực lượng vũ trang Nga vượt quá khả năng của Ukraine nhiều lần. Do đó, nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, Kiev không có cơ hội tiếp tục chiến đấu. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Ukraine lại đề cập tới nhu cầu vũ khí của Kiev. Ông Zelensky cho biết, để bảo vệ 100% những gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, Ukraine cần đạt tỷ lệ 10-10. Trước đó, Tổng thống Ukraine thừa nhận nước này không thể trang bị vũ khí cho các lữ đoàn của mình nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc các chính trị gia Mỹ chơi trò chơi chính trị quanh vấn đề viện trợ cho Kiev, đồng thời cho rằng họ không quan tâm tới việc có bao nhiêu người ở Ukraine đang chết. Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định về việc hỗ trợ tài chính thêm cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đề nghị Quốc hội phân bổ ngân sách bổ sung trong năm tài chính 2024, gồm cả khoản viện trợ cho Ukraine cách đây 5 tháng, nhưng quyết định vẫn bị trì hoãn. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cam kết sẽ đưa ra một dự luật riêng về hỗ trợ Ukraine để các nghị sĩ biểu quyết trong tuần này. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine và một trạm radar của Nga có thể đã vượt qua một trong những làn danh đỏ của Moscow về khả năng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Theo Newsweek, các UAV của Ukraine được cho là đã nhắm vào trung tâm kỹ thuật vô tuyến 590 của đơn vị 84680 ở thành phố Kovinkino vào các ngày 11 tháng 4 và 17 tháng 4. Kovinkino thuộc Cộng hòa Moldova, cách biên giới Ukraine 580 km. Đây là nơi đặt radar vượt đường chân trời 29B6 container, tạo thành một phần của mạng lưới trinh sát và cảnh báo sớm của Nga đối với các cuộc tấn công hàng không vũ trụ, trong đó có các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra, song truyền thông Ukraine đưa tin tòa nhà chỉ huy của địa điểm này đã bị hư hại trong vụ tấn công hôm 11 tháng 4. Nếu hệ thống radar container bị ảnh hưởng, các cuộc tấn công của Ukraine có thể bị coi là vượt qua một trong những làn danh đỏ liên quan đến khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả theo sắc lệnh năm 2020 của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Những yếu tố này gồm nhận được thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào lãnh thổ Nga và hoặc các đồng minh, và việc đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ Nga và hoặc là đồng minh. Các yếu tố khác bao gồm tác động của kẻ thù lên các cơ sở quân sự hoặc hạ tầng quan trọng của Nga dẫn đến sự gián đoạn các hành động đáp trả của lực lượng hạt nhân hoặc hành động gây hấn đe dọa đến sự tồn tại của Nga. Theo truyền thông Mỹ, từ cuối năm 2022, Washington đã bắt đầu giáo diết chuẩn bị cho nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Chính quyền Mỹ đưa ra nhận định như vậy dựa vào nhiều dấu hiệu khác nhau, các phân tích dữ liệu tình báo nhạy cảm. Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga và phát thông điệp răn đe tới Nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy. Nga nhiều lần nêu rõ học thuyết về hạt nhân của mình. Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại với độc lập chủ quyền của đất nước. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Nga hiện tại chưa có nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mặt khác, chủ nhân Điện Kremlin cho biết, về mặt kỹ thuật, Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine, Nga sẽ coi đó là động thái leo thang đáng kể cuộc chiến. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns ngày 18 tháng 4 cho biết Ukraine có thể thua trong xung đột với Nga vào cuối năm nay nếu không có thêm viện trợ từ Mỹ. Tờ The Hill dẫn lời ông Burns ngày 18 tháng 4 nhận định có rủi ro lớn không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với an ninh châu Âu và các đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông cho rằng nếu không có sự hỗ trợ bổ sung, bức tranh sẽ khó khăn hơn rất nhiều và có nguy cơ thực tế là Ukraine có thể thua trên chiến trường vào cuối năm 2024 hoặc ít nhất đặt Nga vào thế có lợi nếu đưa ra giải pháp chính trị. Giám đốc CIA trước đây đã cảnh báo nếu Quốc hội Mỹ không thông qua thêm viện trợ bổ sung thì Ukraine sẽ phải chật vật đối phó với lực lượng Nga. Các quan chức khác của chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng nói Ukraine sẽ phải đối mặt với một tương lai nghiệt ngã nếu không có thêm sự trợ giúp của Mỹ, song chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về khả năng Ukraine có thể thất bại. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Bat Ryder ngày 18 tháng 4 cho biết Mỹ đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà Kiev cần. Ông Bat Ryder tuyên bố, người Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi và lòng dũng cảm dưới bom đạn. Chúng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi, nhưng chúng tôi cũng hiểu tình hình khó khăn hiện nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh của Kiev mau chóng hỗ trợ phòng không cho nước này sau khi Chernihiv, nơi có dân số 300.000 người trước cuộc xung đột, trở thành mục tiêu mới của các cuộc không kích của Nga. Tổng thống Ukraine cũng thúc giục các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đẩy nhanh các thỏa thuận vũ khí, tuân thủ các cam kết. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tập trung tại Brussels, Bỉ, ông Zelensky nói, tôi yêu cầu các vị đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận của chúng ta, cả về cung cấp và cùng sản xuất vũ khí, đạn dược cũng như tài trợ cho các dự án liên quan. Tổng thống Ukraine cho biết nỗ lực gần đây của Đức nhằm gửi thêm tên lửa phòng không Patriot là hữu ích, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Trước đó, ông Zelensky viết trên Telegram rằng cuộc tấn công chết người hôm 17 tháng 4 vào Chernihiv có thể tránh được nếu Ukraine được cung cấp các thiết bị phòng không.